Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình muốn làm một cái video ngắn để mình cho các anh chị và các bạn xem cái phiếu bầu cử ở Mỹ. Tại vì ở đây là còn khoảng 10 ngày nữa, khoảng 2 tuần nữa là tới bầu cử ở Mỹ, thì mình cũng muốn nói một chút xíu về cái bầu cử ở Mỹ. Thì đây là cái để mình quay cái video, cái camera lại để cho các bạn xem cái phiếu bầu cử. Thì đây là cái phiếu bầu cử. Thì cái phiếu bầu cử ở đây thì nó có nhiều mục. Thì ngồi cái mà hai dạ chào anh Trịnh Kiên, ngoài cái bầu cử cho tổng thống thì nó có thêm mấy người giống như là đại biểu dân cử cho tiểu bang. Rồi nó có thêm mấy cái nói chung nó cũng có cái những cái bầu cử cho những người làm bên như ở Việt Nam mình thì kêu những cái sở giáo dục, thì cũng có những người ra tranh cử những cái chức vụ mà giống như là giám đốc sở giáo dục thế này thế nọ. Rồi nó cũng có thêm những cái điều luật để ví dụ như là giảm tăng tiền thuế nhà đất thế này thế nọ, hoặc là những cái dự luật là ví dụ như ở đây thì nó có cái bên cái trang nó có nói chung nó có những cái dự luật. Năm nay thì nó có một cái dự luật là nó hồi đó giờ mấy người mà ở tù á thì không có được bỏ phiếu, không có được để bị mất quyền bỏ phiếu. Thì năm nay thì nó có cái dự luật là nó cho những người đó bỏ phiếu, nó xin cái dự luật đó. Thì mình muốn nói là cái mùa bầu cử ở đây trong cái đám cộng đồng cờ vàng đó, vui lắm. Thì cái tin này cũng cũ rồi, cũng mấy tuần rồi. Thì hôm bữa mình có coi cái video của phố Bosa TV thì chiếu ở dưới quay cái cảnh ở dưới miền Nam Cali, thì một bên toàn là cờ vàng không à, toàn là mang cờ vàng. Một bên thì ủng hộ ông Trump, một bên thì ủng hộ ông Biden, mà toàn là mấy ông già, nói chung là U70, U60, U70. Cái bên ông Trump thì chửi bên ủng hộ ông Trump thì chửi bên ủng hộ ông Biden, thì cái bên ủng hộ ông Trump thì kêu cái bên ủng hộ ông Biden thì quỳ xuống. Thì còn cái bên mà ủng hộ ông Biden thì xoay lại đưa cái đít ra trước mặt cái bên ủng hộ ông Trump. Thì mình muốn nhắc lại những cái tay này, những cái tay này toàn là 77 trên 60, 60 mấy 70 hết. Rồi chửi bới, rồi kêu mày tao, rồi nói chung là nó giống như là một giống như mấy đứa trẻ trâu, giống như là hồi đó mình đi học cấp 1, cấp 2 vậy đó. Thì bên ông Trump thì kêu bên ông Biden quỳ xuống, bên ông Biden thì quay đít lại, đưa cái đít vô cái bên cái ông Trump. Thì hai bên chửi bới một hồi, thì nói chung là cũng chỉ là xém đánh lộn thôi.
chửi bới, dùng tất cả những từ nói chung là hành xử rất là kém. Thì cuối cùng thì bên cuối cùng ông Vũ Hồng Lân bên phố Bosa TV thì ông phỏng vấn, ông kêu những người mà đi biểu tình phỏng vấn, thì ông kêu một cái ông ăn mặc giống rách rưới, giống như là mấy người mà phải nói thì giống như là mấy người mà đi mình xin lỗi mà mình sự thật là giống như mấy người đi lượm ve chai vậy đó. Thì hỏi ông này sao mà chống ông Biden, thì ông này mới trả lời là ngày xưa cách đây mấy chục năm về trước thì ông Biden không ủng hộ dự luật cho những người mà tị nạn Việt Nam vô Mỹ. Rồi ông Vũ Hồng Lân thì cũng phỏng vấn một ông, thì ông này là mục sư tên là David Lâm gì đó, mà lúc trước là ông có lên ông tranh luận với ông Đức Đầu Bạc, thì ông nói là Việt Nam chống dịch thành công là do hơn. Mà cái tay mục sư này thì lúc mà trả lời phỏng vấn thì nói một tràng tiếng Việt, nói tiếng Việt rồi lâu lâu chêm những cái từ tiếng Anh vô. Mà mỗi lần nói tiếng Anh á thì rặn giống như là người ta bị bón vậy đó. Nhưng mà cứ nói tiếng Việt một hồi thì cho chêm mấy cái từ tiếng Anh vô. Mà cái tay mục sư này á, là khi mà lúc trước mà tranh luận với ông Đức Đầu Bạc thì người ta đã chửi quá rồi. Nói là luật sư, mục sư rồi trình độ đại học gì mà ăn nói rất là ngu dốt. Thì hôm nay lúc mà tay này lên phỏng vấn thì mình thấy tay này quen, xem một hồi thì nhớ ra tay này là lúc trước là lên tranh luận với ông Đức Đầu Bạc, là nói Việt Nam mà chống dịch thành công là do hơn. Thì qua cái cuộc mà coi cái cuộc phỏng vấn của ông Vũ Hồng Lân á, thì mình mới rút ra được một cái, mình mới có cái nhận xét á. Thì ông Vũ Hồng Lân thì ông hỏi những cái bên mà ủng hộ ông Trump á, thì nói tại sao ông Vũ Hồng Lân nói là tại sao ủng hộ ông Trump. Thì mấy ông bác này đó kêu là tại vì ông Trump chống Trung Quốc. Rồi ủng hộ ông Trump là tại vì mấy chục năm về trước ông Biden không có ủng hộ cái dự luật mà cho người tị nạn ở bên Việt Nam vô Mỹ. Còn ông khi mà ông Vũ Hồng Lân phỏng vấn những người mà ủng hộ ông Biden á, thì tại sao ông Vũ Hồng Lân hỏi là tại sao là chống ông Trump, thì những người bên này nói là tại vì ông Trump muốn bãi bỏ cái Obamacare, cái giống như là cái chương trình mà y tế cho mấy người già mà không có việc làm đó, được cái y tế, cái healthcare của chính phủ á. Thì nói chung cũng vì những cái quyền lợi nó nhỏ nhen, rồi những cái lý do nó rất là buồn cười, giống như là ủng hộ ông Trump gì, tại vì ông Trump ông chống Trung Quốc. Nhưng mà cái khi mà người Mỹ mà người ta mà chọn người tổng thống á, thì người ta sẽ nhìn xem cái người tổng thống đó, cái kế hoạch người tổng thống đó nó về phát triển kinh tế nó như thế nào, rồi nó có cái người tổng thống đó có cái kế hoạch, nó có làm cho cái công việc của dân Mỹ nó có nhiều hay không, hoặc là người ta quan tâm đến cái giống như là cái thị trường nhà cửa nó có phù hợp với túi tiền của người ta hay không, hay là cái giá cả mà người ta phải mua bảo hiểm y tế nó như thế nào, hoặc là
có những người mà người ta ủng hộ ông Biden thì người ta nói là tại vì ông Trump ổng không cái kiểu như ổng làm cho nước Mỹ nó bị chia rẽ quá, nó không có đoàn kết trong cái nước Mỹ. Thì nói chung đó là những cái mà người ta không có thích ông Trump. Tại vì người ta nói là cái thời ông Trump thì nó xảy ra những cái mà về cái phân biệt, cái phân biệt đối xử chủng tộc, giống như là người cảnh sát nó xảy ra rất nhiều vụ cảnh sát mà bắn chết người da đen hoặc là có những cái hành động bạo lực quá mức. Thì người ta cảm thấy ông Trump ổng không có làm đủ mà để nó giảm những cái mà phân biệt trong cái xã hội Mỹ. Thì đó là những cái người Mỹ người ta muốn ủng hộ ông Biden. Còn cái đám mà cộng đồng Việt này á thì đưa ra những cái lý do rất là buồn cười. Nhưng mà cái đám này á, cái đám cờ vàng này á, thì lúc nào cũng tỏ ra là thượng đẳng, lúc nào cũng đấu tranh, cũng đòi là đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, rồi nhân quyền cho Việt Nam, rồi đa nguyên đa đảng. Nhưng mà chào Hảo Nam. Nhưng mà cái đám này á, khi mà được mà có cơ hội mà để bỏ phiếu để giành quyền lợi cho mình á, thì lại không có biết cái cách mà ứng xử, rồi đưa ra những cái nói chung là những cái lý do để mình khỏe bạn, những cái lý do mà để mà đi bầu tổng thống mà đưa ra những cái lý do rất là buồn cười. Thì mình cũng xin nói ra là cái lý do mà họ thường nói là tại vì ông Trump chống Trung Quốc. Thì mình cũng nói về cái thật sự là ông Trump có chống Trung Quốc hay không. Thì ông Trump cái mục đích ban đầu ổng hoàn toàn không có chống Trung Quốc. Cái lúc mà ổng lên ổng làm tổng thống thì ổng có những cái quan hệ, ổng phải nói là có cái mối quan hệ rất tốt với ông Tập Cận Bình. Nhưng mà từ khi cái dịch mà coronavirus nó bùng phát á, thì nó làm cái dịch này nó làm cho kinh tế Mỹ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Thì nó dẫn đến là cái ảnh hưởng tới cái ghế tổng thống của ông Trump. Chứ nếu mà không có cái dịch mà coronavirus bùng phát á, thì chắc chắn là ông Trump sẽ trúng cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng mà cái dịch coronavirus này nó bùng phát thì nó ảnh hưởng tới cái ghế tổng thống của ông Trump rất là lớn. Cho nên cái kiểu như ông có một cái hiềm khích cá nhân với ông Tập Cận Bình thì ông mới xoay ra, ông mới là chống ông Tập Cận Bình. Chứ thật ra mới đầu thì ông có những cái, ông khen ông Tập Cận Bình, ông mời ông Tập Cận Bình tới cái khu resort của ông ở Florida. Nhưng mà sau này cái lúc mà cái bệnh dịch bùng phát thì ông mới có những cái hành động, những cái chính sách thì nói chung là chống Trung Quốc. Mà mới đây cái tờ báo The New York Times thì nó mới phanh phui cái sự việc là ông Trump có cái có tài, ông Trump thì ông nói là ông chối, là ông nói cái đó là tài khoản của cái tập đoàn của ông chứ không phải là tài khoản của ông. Thì tài khoản, cho dù có tài khoản cá nhân hay là tập đoàn gì thì cũng nó cũng liên quan tới ông. Thì ông Trump có một cái tài khoản ở Trung Quốc. Nhưng mà tại New York Times thì nó không có nói là của ngân hàng nào, nhưng mà nó cho biết là từ năm 2013 tới năm 2015 á, là ông Trump
đóng tiền, cái tập đoàn của ông Trump đóng tiền thuế cho Trung Quốc là 180 mấy ngàn, gần gần 200 ngàn. Trong khi đó thì ông Trump ổng đóng thuế cho Mỹ rất là thấp. Thì mình cũng sẵn cái vụ này mình cũng nói luôn, thì hôm nay Hà Nam có đi làm không bạn? Hôm nay có chạy xe gì không? Thì